Hello các bạn nhá, bạn Bi đang ở một cái phòng gọi là phòng đồ chơi mô hình. Ở đây thì có rất là nhiều ô tô luôn. Đây, chúng ta có xe cứu thương, xe cảnh sát, xe cứu hỏa, ô tô, xe bồn, cứu hỏa, nhiều quá. Bên này có xe bồn. Đây. Bạn sao ơi, bạn sao? Đầu kia có phòng công chúa kìa. Đấy. Đẹp lung linh luôn. Một ngôi nhà của công chúa. Công chúa là gì? Đây có bộ sưu tập pony. Ngựa pony. Báo à? Đúng rồi, ngựa. Ngựa. Anh hay chơi Lego hả? Đi đi, Lego trong này này, con có thể lấy trong này ra chơi này, thoải mái này. Nhiều quá ta. Con lấy đi con. Ra đây con chơi này. Em một bàn, con một bàn này. Đi. Ta. Ta. Đây các bạn xem bạn Bi lắp ráp nhà nha. Đúng rồi. Tiếp tục. Bạn Bi lấy một cái rổ đi, lấy rổ đồ rổ Lego á, bạn Bi thoải mái lắp ráp. Đây, cái ghế bạn đi lấy cái ghế dưới này ra này. Đây, bộ lấy ghế chưa? Đây, đây là cái ghế ngồi này các bạn. Rồi, bạn đi sẽ ngồi xuống. Ok. Hai bạn sẽ cùng nhau lắp ráp nha. Một ít phút nữa thôi là các bạn sẽ thấy một sản phẩm lắp ráp của Bi rất là đẹp. Đây có chú khỉ này rất là hay, bạn sao khoái này. Đó, biết ngay mà bạn sao rất là khoái này, thấy không? Đây chúng ta có rất là nhiều xe nha. Đố các bạn đây là xe gì? Các bạn hãy cùng comment xem là bạn đoán có đúng nhé. Xe này có thể bắn ra đạn. Đó. Có 4 cái bánh. Bạn sao thích la hét lắm. Nè cho bạn thấy bạn Bi này, đã lắp được thành một cái. Ồ, bạn Bi lắp được một cái cổng này nè. Cái cửa này có cửa này. Đó. Bi giỏi người ta, nhìn nè. Thấy không? Tiếp tục. Ừ, ok. Thoải mái lắp ghép. Lắp ráp cái cây. Đây này mà hai. Ví dụ cái này là trên để nó tuột xuống á. Đó. Có người nữa này bạn Bi, người đứng trong này. Không phải hả? Đứng tạm nữa. Đây là cái hộp này.
Cái cây hả? Đi ơi, rổ con bên này này, này. Đấy, nguyên một rổ luôn. Kệ ông ra, em ngồi đi, em đấy em ngồi đi. Để đây con phải ghép nối vô. Được không? Cứ ghép thoải mái đi.